Ở đây có một bạn hỏi Thưa Thầy, không hiểu tại sao Con vào chùa một mình Con cảm thấy rất sợ Con sợ cái không khí tịch mịch trầm mặc ở đó Có phải do trong con phần âm nhiều không ạ? À? Mặc dù bình thường con là người sống hướng nội Thích sự yên tĩnh <laughs> Đây cũng không phải là cứ cái người Nhiều người âm mà lại sợ tịch mịch đâu Và sợ chùa đâu có những người mà âm nó theo nhiều nhưng mà bắt đến chùa cơ bắt đến nhiều cái người âm mà người ta cứ xui đến đây cầu siêu cơ không phải nhiều người âm như bạn nghĩ mà trong bạn ấy không dám đến chùa một mình vì bạn, bạn hay sợ sệt Đấy. vì cái đạo lực của bạn một thấp cũng giống như đứa trẻ con ra đường hoặc phụ nữ ra đường một mình rất sợ vì sao sợ người ta bắt nạt phụ nữ đi đường một mình cũng sợ người ta trêu Nhưng mà các phụ nữ là võ sĩ mà xem Ra đường họ không sợ gì cả Vậy thì khi mình đi đường hay đi đâu một mình Như phụ nữ và trẻ em Là sợ người khác bắt nạt vì mình yếu đuối Vậy thì khi mình vào chùa vì chùa là cái nơi Mà thờ các vị thánh, vị Phật Thì làm sao mình sợ được Nhưng căn bản là cái căn cơ của mình thấp cho nên mình thấy những nơi tịch mịch là mình nhìn thấy những cái phiền não. À, cho nên là khi căn cơ của mình thấp, gây ra sự sợ sệt, không tin vào mình nữa, hay sợ người khác bắt nạt, thì do cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của mình, căn cơ của mình chưa lớn, cho nên gặp những cái à, tần số bên ngoài làm cho mình sợ, giống như người chưa biết bơi. Đi gần nước đó vẫn đề sợ rồi Đấy. Chứ nếu như người biết bơi Rơi xuống sông họ cũng không sợ Nhưng mà người không biết bơi Rơi xuống mương, xuống ao Nông, toàn tuẹt Thế mà cũng đã sợ rồi Thì đây là do cái căn cơ của mình Thấp kém Đạo lực của mình chưa cao Mình còn nhiều cái phiền não Cho nên mình vào chùa Mình thấy Cái cảnh tịch mịch để mình sợ chứ không phải âm theo nhiều mà mình sợ mà do đạo lực của mình chưa lớn khi đạo lực của chưa lớn thì gặp những khung cảnh đấy thấy một mình là sợ cũng giống như một người đi đâu mà đơn thân là sợ có người người ta sống một mình đêm ngủ một mình không sợ nhưng có người rất sợ đêm ngủ một mình sợ ma sợ trộm vân vân do cái đạo lực của mình chưa lớn mà thôi đấy, cảm ơn bạn